Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 28 tháng 2 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ.